Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh Radio Chuyện Đêm Khuya. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Cơn mưa đã qua. Ngớt mưa, âm vang các cơn sấm vọng về từ biển rơi rớt một đỗi nữa rồi mới bật. Gió mang mùi cà phê thổi men nhiều ô cửa, như thể cả thế giới không ngủ. Ngồi bên bàn với cốc cà phê cô độc, Cửa hàng đóng cửa gần 11 giờ khuya, đó là lúc dễ chịu nhất trong ngày. Cô bạn Ninh cùng hội cùng thuyền ngáp to, nói rằng cô có thể ngả lưng và đánh giấc dài bất tận, thực tế cô là người duy nhất tôi biết sợ hãi giấc ngủ, e tiêu tốn thời gian. Nhà tôi không xa cửa hàng, chiều từ phòng thiết kế về, tôi ghé nhà một thoáng rồi đi bộ ra hiệu, không quên mang theo cái bình nhỏ đựng cà phê tôi cùng cô bạn thời đại học trung tiền mở cửa hàng bán những món đồ lưu niệm cho dân Tây du lịch. Công việc làm thêm bình thản, không đòi hỏi gì khác ngoài những buổi tối ngồi yên giữa vài mét vuông đầy chật kệ hàng, vẽ, chờ vài người khách ghé vào và nhai mấy câu tiếng Anh thuộc lòng nói về vẻ đẹp gốm xứ hay sự độc đáo của các bức vẽ bằng tay. Cô bạn tôi đôi lúc giải khuây với việc đếm lại tiền, giấy chuyển khoản có nguồn gốc từ mọi ngóc ngách thế giới. Tôi uống cà phê, cà phê không làm người ta thông minh nhưng nó đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình. Thỉnh thoảng nhìn tôi một cách thở ơ, ninh nhắc, cậu uống nhiều vô cớ. Các cô gái đọc sách hay đưa nhận xét bí hiểm, tôi thích uống, vậy thôi. Đoạn đường từ cửa hiệu về nhà phải lên đoạn dốc nhỏ. Tôi thở đầy phổi mùi thơm tươi mát của đêm, những cơn gió dính muối biển và bất chợt. Tôi tới ngồi xếp trên cột điện gãy đỉnh dốc, nhìn về phía trung cư xa căn buồng tê tầng hai dễ nhận thấy một cánh cửa sổ luôn hé con cá ni lông treo dưới hàng hiên như vĩnh viễn bơi trong ánh đèn trắng ngày nào tôi cũng gặp cô công ty tê làm việc và phòng thiết kế chỗ tôi trung tòa cao ốc chúng tôi cùng đi thang máy quen nhau lần mất điện bị giam trong cái thùng sắt tối tăm tê là một cô gái giản dị mớ tóc thẳng đôi mắt yên tĩnh và hơi thở nhẹ tôi chẳng biết nói gì cả nên hỏi cô có thích xem phim hàn quốc không Cô nói mới đi làm chưa mua tivi, còn bóng rổ. Tôi hỏi tiếp, các nhân vật trên phim hay chơi môn này. Tê bật cười, tội lắm. Thế sách thì sao? Khi hỏi điều ấy, tôi nhớ Ninh. Cô bạn đọc quá nhiều và sống hơi khác thường. Cô gái xa lạ quay nhìn tôi. Anh đang xem quyển gì? Sự bối rối xâm chiếm vài giây trước khi tôi nhớ một tên sách Ninh để trên quầy hàng. Cô gái mỉm cười trong bóng mờ, nhắc tới Kenzabu, Phan Triều Hải kazan những kẻ hoàn toàn xa cách với cuộc sống tôi anh thích ai trong số họ không tiếng nói tê dịu dàng thân thiện chẳng ai cả tôi đáp với một chút tổn thương cũng không đến nỗi nào tê nói đơn giản bất giác cả hai cùng cười to nhẹ nhõm khi ấy thì thang máy mở được cửa tia nhìn người bảo trì thang đặt lên chúng tôi ngờ vực tò mò tôi đọc và nhớ bảng tên cô gái bóng rổ sách cà phê phim hàn quốc những thứ tôi thích hay không thích thế nhưng chúng đâu quan trọng nữa khi một người đàn ông tìm thấy cô gái mà anh ta biết hình ảnh cô sẽ xâm chiếm anh ngày mỗi ngày chất đầy lên như những món đồ lạ lùng trong ngăn kéo tôi ngồi trên trụ điện gãy thêm một chốc ô đen trắng tầng hai bất động có lẽ tê đang theo đuổi câu chuyện trên những trang sách một cái bóng lướt qua khung cửa rất nhanh tôi tự nhủ cô gái sắp ngủ rồi sách cái bình thủy trống rỗng tôi nhổm dậy rảo bước về nhà vài màu lá rơi xuống vỉa hè như những mảnh giấy cũ ninh là cô gái bất thường trên kia tôi hơi đả động điều này đang làm họa sĩ ở một xưởng phim cô ta nghỉ ngang thời gian đó thi thoảng cô nhắn máy tôi ghé nhà ngôi nhà lớn có vườn bao quanh mà thời sinh viên tôi không thể hoặc không muốn bén mảng nhưng về sau chi tiết ấy chẳng còn ý nghĩa cô ta cần một ai để nói chuyện tôi là thằng bạn duy nhất cô chọn và tôi tới ninh đã ở lì trong cái tròi gỗ sau vườn hơn một tuần như con gấu thờ ơ buồn bã tôi leo lên căn phòng nhỏ bằng gỗ trước là nơi vẽ của ninh mùi giấy báo mùi sơn khô mùi dầu hỏa nồng nực sông thẳng ra như bầy ong vàng hung cô bạn tôi ngồi im trên cái bục mẫu nhìn đám lá qua lỗ thùng trên trần mọi thứ hệt một cảnh phim khiến tôi chán ốm ninh lầu bầu cho biết cô ta không bao giờ tới xưởng phim nữa tôi chẳng hỏi lý do lý do của các cô gái độc lập thường chính xác nhưng khó hiểu dù không đau răng ninh dùng cháo uống hàng bình nước trà rồi lại nằm im suy nghĩ về đủ thứ vớ vẩn tuổi trẻ thời gian tình yêu và cả sự sinh nở tôi gợi chuyện chán rồi cũng lặng thinh theo đến tối ninh muốn tới quán gần trường đại học quán mở mấy bài cũ của bg Tôi lầm bầm hát theo. Những ngày đó, một tuần, có thể nhiều hơn, Ninh ở trong tầm nhìn và sự quan tâm của tôi. Vài tối muộn tôi ngủ lại xưởng vẽ gỗ cũ. Tôi nghe tiếng cô ta trở mình như con cá trong chậu nước, nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy. Khi tôi đi làm thiết kế hơn một năm và Ninh ra khỏi trạng thái suy sụp, chúng tôi vét tiền mở cửa hàng gốm. Một cô gái trẻ, nói tiếng Anh và Đức lưu loát, Am hiểu tranh sơn dầu và kỹ thuật men những chi tiết này thu hút khách tới đông cửa hàng. Chúng tôi kiếm nhiều tiền, thi thoảng tôi đoán Ninh sắp bỏ đi, nhưng cô ta vui tươi. Khi tôi thổ lộ về cô gái tình cờ thang máy cao ốc, người cùng hội cùng thuyền phá lên cười, nhớn mày, như thế có liên quan tới tình yêu không? Đi thang máy và mất ngủ ứ, tôi lúng túng. Ninh không trả lời, lật báo xem những món gốm cổ mới vớt lên từ đáy biển khuya, lúc tôi gần tới chỗ đứng trên dốc nhìn về chung cư có ô cửa nhà tê trắng xanh, Ninh phóng sượt qua, phanh gấp, nhìn vào mắt tôi. Cậu hãy lập tức nói với cô gái kia những gì cậu nghĩ, hoặc đừng dính líu vào vụ này nữa. Tôi sợ gì chứ? Không biết. Chỉ rõ ràng tôi không can đảm như người chạy xe rất nhanh xuyên qua bóng tối. Ninh làm những điều mình nghĩ, bỏ đi khỏi xưởng phim, nhúng tay vào mối vất vả chạy hàng, vẽ gốm, giao dịch. Tức là rơi bỏ trạng thái yên ổn để đối diện sự huyên náo và nguy cơ thất bại rình dập. Nhưng cô ta đâu có chìm xuồng. Có lẽ tôi cũng nên làm điều gì, thay vì đứng yên và nhìn về ô cửa mỗi khuya. Tòa trung cư nhìn gần lớn hơn tôi nghĩ. Những bức tường liên miên thấm ướt bắt đầu lên rêu ở mấy vết nứt. Một con chó chạy rong người, những bông hoa dại động nước mưa. Tôi hỏi đường lên tầng 2. Người đàn bà giữ xe trung cư có đôi mắt kỳ dị, khiến cảm giác nhẹ nhõm tươi tắn mà Ninh truyền cho tôi phai nhạt chút ít. Tôi nhìn lại bó cúc đất xanh lam bàn nãy mua, hít một hơi dài. Dãy hành lang động nước, tôi gõ nhẹ cánh cửa người ta chỉ dẫn, bỗng dưng muốn bỏ đi. Tuy nhiên, cửa đã mở. Gương mặt Tê đã ở đấy như hàng trăm, không, hàng ngàn lần tôi thấy trong tưởng tượng. Cô ngạc nhiên tột độ, rồi cười dịu dàng, "Vào đi." bên trong căn phòng nhỏ của tê mọi thứ toát lên vẻ âm thầm hơi bất an của những món đồ không ở đúng vị trí của nó tôi liếc nhìn quyển sách trên bàn đó là tựa sách mà tôi có nhắc tới lần đầu gặp tê để khỏa lấp sự bối rối cô gái mang ra cà phê trong cái tách nâu bảo buổi chiều uống cà phê thì ngày như dài hơn tôi gật đầu ừ nghĩa là mình cũng làm thêm được nhiều việc tối nào tôi cũng uống nó nhưng chẳng ngon thế này nụ cười tỏa trên mặt tê như sóng thấm lên bờ cát tôi nhấp một ngụm đen sánh tự hỏi vì sao quá lâu tôi chỉ hoãn tới tìm tê bó cúc tỏa mùi hăng hắc nằm dưới gầm bàn ngoài cửa sổ chiều chất đầy mây sẫm những con bồ câu xám cho rời bầu trời xám cho trở về tổ trên sân thượng cô gái đối diện cũng vừa đi làm về quầng mắt thoáng mỏi mệt như hai mặt hồ sâu thẳm một khung cảnh bình thản để người ta nói thật nhưng suy nghĩ của mình Tôi nói nhanh, Tê này, tối nay tôi không ra cửa hàng, hình như tôi muốn được đưa Tê đi loanh quanh chơi. Cô ngẩng lên, tia nhìn tối sẫm, anh nghĩ như vậy sẽ dễ chịu ư? Cảm giác choáng váng giống như thể trồng cây chuối quá lâu rồi biết mình không thể đứng lên được nữa. Tôi nghĩ cô từ chối, đơn giản là Tê không nghĩ tới tôi như tôi nghĩ tới cô, hoặc tệ hơn, tất cả những gì thuộc về tôi khiến cô xa lạ. Cô gái vào bếp mang ra vài quả trứng luộc chúng tôi ăn trứng chấm muối uống cà phê kiềm chế tâm trạng của mình khỏi sự sao động thất vọng tôi chộp vài mẩu chuyện bay vụt qua đầu nói huyên thuyên tê nghe nhưng nhìn đâu đâu tháo giấy báo bọc bó hoa cúc cảm ơn tôi đã nhắc cô bây giờ sang đông cũng có nghĩa là cô ra trường đi làm gần một năm rồi những căn hộ chung quanh bắt đầu cuộc sống buổi tối trẻ con la hét tiếng bếp núc âm thanh của những tập phim hàn quốc Chúng tôi đứng nán bên cửa sổ nhìn qua tivi màn hình lớn nhà bên cạnh. Phải chăng tivi đã dựng nên trong tôi ao ước vô hình về tình yêu, về cuộc sống tươi màu và hạnh phúc như thế? Nhưng sau khi tôi đem nó ra thử nghiệm, Tê đã thoái thác. Tôi chỉ cho Tê một nhân vật nữ làm việc cật lực, cáu bẳn, bảo giống ninh, người cùng hội cùng thuyền của tôi nhiều năm qua. Thình lình Tê ngoảnh sát mặt tôi, giọng như hơi thở nhẹ, cô ninh ấy hay lắm. Còn tôi, chỉ là thứ xúc cảm thoáng qua thôi như một bộ phim người ta có thể cười to hay khóc to vì nó nhưng rồi phim hết người ta ra khỏi rạp và chẳng có gì quan trọng nữa tôi lục điếu thuốc nhầu trong túi thế đấy tôi đã nghĩ mình sẽ không đụng vào thuốc vì tê làm văn phòng cô không chịu nổi nó tuy nhiên mọi việc đã khác tôi nhìn điếu thuốc như quan sát một vật lạ rồi thả nó rơi xuống sân cỏ phải khá lâu sau buổi chiều kỳ quặc trên tôi mới thu xếp ổn thỏa với cảm giác trống rỗng và sự cô độc không rõ tên ninh là người bạn khôn ngoan cô ta không tò mò không bày tỏ cảm thông vì ở một lẽ nào đấy chúng tôi thân nhau tới mức không thể mở lời an ủi nhau được tôi thôi uống cà phê bởi chẳng cần nó cũng đủ thế một ngày dài ninh lấy cái bình thủy về nhà đổ đầy cà phê nhưng pha thêm sữa và cả hai cùng uống khi tối muộn tôi ghét sữa cô ta ghét thứ nước đen kịt một sự trung hòa cũng được mưa nhiều nhất là các buổi chiều khách tới cửa hàng ít hai đứa chung tiền mua một cái tivi nhỏ và ngồi trong góc hiệu xem tất cả các chương trình giải trí nghe các chương trình ca nhạc cười vui vẻ phim hàn quốc cũng hấp dẫn ninh theo dõi chúng với vẻ ngờ vực tôi hơi xấu hổ nhớ lại đã có lúc hình dung tình yêu sẽ mọc lên trong cảnh lãng mạn như vậy tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một mẩu ghép nhỏ trong cuộc sống, và người ta không thể dập vài khuôn mẫu, dù hoàn hảo và lãng mạn. Mọi việc lại chảy đi với nhịp độ bình thường. Thỉnh thoảng tôi giáp mặt tê trong tòa cao ốc, cô bước vào thang máy, bấm nút chờ, không nói gì. Người trong xe chung cư ký chiều hôm đó cho biết tê là tình nhân của ông chủ mà cô làm thư ký. Cô sống trong căn hộ ông ta thuê gần một năm nay. Mách bảo ấy từng khiến tôi cay đắng biết bao tôi nghĩ giá mà cô chọn cách sống khác. Mối tình công sở giống như ngọn núi lửa tàn lụi và sự quyến rũ đi cùng nó cũng tắt theo. Chỉ còn chút thông cảm dịu dàng như vệt cho nhẹ. Ninh tắt tivi, bắt đầu ôn ngoại ngữ. Cô ta lúc nào cũng bận rộn và tỏ ra bực bội khi tôi nhàn tản. Thêm một người khách Tây hỏi mua mấy cái cốc phủ lãng. Tôi gói hàng, bấm thẻ tín dụng, nhầm tính số tiền thu được trong ngày. Bỗng Ninh gấp sách, nói to, hôm nay kiếm được thế là đủ, chúng ta đi đâu thôi, không nên ở trong nhà quá nhiều, nhất là tối không mưa. Tôi ngạc nhiên, hơi buồn cười, chúng tôi chạy chung cái xe cũ của Ninh, mới hơn 9 giờ, đường phố không quá ồn ào, tôi cho xe đi mãi, hít đầy phổi hơi muối bám trên những ngọn gió từ biển lùa về, cảm giác ra khơi như một cánh buồm đột nhiên trỗi dậy, không lầm lẫn, tôi nói, Ninh này. Tụi mình cần làm cái gì tử tế, trước khi thời gian trẻ qua mất cô ta không trả lời chỉ đặt nhẹ đầu trên vai tôi một hơi ấm tưởng như bỏ quên một hương vị cà phê gần gũi luôn là vậy hạnh phúc cảm giác bắt đầu từ những thứ bình thường không ngờ theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cơn gió bấc. Dường như đất trời muốn cho mùa xuân ấm áp nên còn lại bao nhiêu cái lạnh đều dồn hết cho những ngày này. Bóng đèn ngủ trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt, lười biếng, hay hơi lạnh đậm đặc cũng khiến nó trở nên lừ đừ. Mười giờ đêm mà tưởng như khuya lắm, bé Hà cựa mình hoài, chốc chốc lại nhổm dậy, mẹ kéo chăn chùm vào người em, sao thế, lạnh quá không ngủ được, ư con cô bé lại ngoan ngoãn nằm xuống không mẹ ạ, à. tuy nói vậy nhưng hà nằm kín trong chăn cứ ngọ ngoay cô lay khẽ mẹ hình như có ai ở ngoài hiên nhà mình mẹ mắng bậy nào đừng nói nhàm hà vĩnh tai thật đấy có cả tiếng thở nữa không chờ hà nói dứt câu mẹ chụp chăn vào đầu ấn cô bé nằm xuống giường nằm yên được một lúc cô kéo nhẹ chăn hơi lạnh phả vào mặt khiến hà co rún người ngoài trời gió từng cơn thổi xào xạc những tán cây trong vườn vỗ phành phạch vào tàu lá chuối sau hè thỉnh thoảng vãi từng bụng mưa xuống mái tôn nghe như có ai ném cát hà lắng tai phân biệt từng âm thanh không thể lẫn vào đâu được dù ngoài trời đang đầy những thanh âm của đêm mưa phùn rét mướt tiếng thở dường như không còn hơi để thở thòi thóp đứt quãng rồi im lặng hà để tai ngoài chăn nghe ngóng cô bé nằm chờ có lẽ lâu lắm đôi mắt bắt đầu díu lại, chăn ấm nệm êm rủ dê khiến cô định thụt đầu vào chăn. Mẹ nói đúng, chắc do mình khéo tưởng tượng, bỗng có tiếng, gõ cửa, tiếng đập vào cửa yếu lắm, yếu đến độ như khẻ chạm tay vô cửa, âm thanh chảy dài tưởng chừng không còn lực để đứng, ngã khụy, bất lực, bé Hà chưa biết sợ ma. Thật ra, Hà đã học lớp 5, đã là một cô bé lớn, nhưng lúc này đây Hà không sợ, không nghĩ thế thân phận cô bé bán diêm mà Hà đọc lúc tối trước khi đi ngủ đã khiến Hà thương nhiều hơn sợ. Que diêm cuối cùng đã tắt. Hà nghĩ thế. Tiếng động lạ nơi cửa cũng im bặt. Cô bé không còn đủ bình tĩnh. Tung ra khỏi chăn. Chết rồi mẹ ơi. Tiếng kêu thẳng thốt của Hà làm mọi người trong nhà bật dậy. Ba với thằng tí chạy vào phòng. Mẹ giang tay ôm cô bé vào lòng. Mơ gì thế con? Là mẹ hết hồn. Hà đưa tay ra cửa thều thảo nhưng dứt khoát. Có ai đó, chết ngoài hiên mẹ ạ, thằng tí vừa nghe nói có người chết, nó nhảy phóc lên ôm chặt lấy ba, mọi người tự nhiên dùng mình, nét mặt hà tỉnh khô nhưng tha thiết, khẩn cầu. Ba nói, nằm mơ đấy, nhưng thôi, cứ mở cửa ra cho nó yên tâm ba đi về phía cửa, cu tí chạy sang giường với mẹ, cánh cửa được mở ra, gió thốc vào phòng làm trao đảo những tấm màn treo, ghê quá mẹ ơi tí úp mặt vô lưng mẹ run lập cập. Mẹ ngồi xuống giường nhìn hai cha con Hà đứng ngoài cửa. Ba bẹo má cô bé mắng yêu, có gì đâu nào. Con đọc chuyện cho lắm rồi đêm ngủ nằm mơ. Hà căng mắt vẫn không thấy gì ngoài tiếng xào xạc của cây và ù ù của gió cùng với màn đêm mịt mùng. Ba định kéo Hà vô nhà để đóng cửa lại. Cô bé reo lên, có tiếng rên. Mọi người nhốn nháo. Điện được bật sáng choang, Tiếng kêu ư ử phát ra từ dưới góc cánh cửa. Hà ngồi thụp xuống, "Ba mẹ ơi, một con chó." Cô bé reo lên sung sướng và bế thốc nó vào nhà. Cu tí chạy lại đưa tay xoa xoa lên bộ lông ướt sũng dán chặt vào thân con chó tội nghiệp. Nó thở thoi thóp, đôi mắt tưởng chừng không mở nổi, nhíu lên nhìn Hà và Cu tí. Nó gượng liếm nhẹ vào tay Hà như tỏ sự biết ơn và rồi thiếp đi như một cái xác. Mọi người trong nhà cho rằng nó đã chết nó chưa chết, nó không thể chết được. Hà rưng rưng nước mắt nói như vậy và cô bé chạy đi lấy khăn lau khô bộ lông nó. Ba quay sang mẹ, em lấy máy sấy tóc, làm ấm có thể cứu sống nó đấy. Được sưởi ấm, con chó dần dần tỉnh lại, nó rên khe khè, Dù không đủ sức nhưng nó vẫn cố hết cái mõm ương ướt cọ vào tay Hà. Cô bé sung sướng vuốt nhẹ lớp lông mềm mại trắng muốt, êm như nhung. Bỗng mẹ kêu lên, con chó có chửa dường như không biết lời mẹ nói nó nghe được không nhưng tiếng ư ử to hơn và cái đuôi nằm im lìm chợt cong vòng ngoe nguẩy sau khi uống xong chén sữa mẹ đem tới con chó có vẻ đỡ nhiều nó đứng nhìn mọi người nhìn lâu lắm rồi đi loạn choạng về phía góc tủ ba kéo hà vào lòng mắng yêu cái con bé này làm cả nhà mất ngủ cu tí bênh chị nhưng cứu được con chó mà ba mẹ xoa đầu hà và tí các con của mẹ ngoan lắm giờ hai cô cậu ngủ mai còn đi học ngoài trời gió bấc vẫn lay những tàu lá xào xạc mưa vẫn như vãi cát lên mái tôn trong góc tủ chó mẹ đẻ được hai con con trắng nuốt nó cố gắng gượng bằng sức lực cạn kiệt hai đứa con chào đời toàn vẹn chó mẹ rúm người lại nhìn hai con đang ngọ nguậy dưới bầu sữa nó cong người đưa mõm kéo con sát vào lòng cố liếm cố truyền hơi ấm sang hai đứa con chó mẹ không rên nữa nó chảy nước mắt hã miệng hớp hớp không khí như dáng tìm thêm sự sống dáng tìm thêm chút thời gian chăm sóc những đứa con nhưng không còn thời gian nữa và thở hắt ra thật mạnh nó chết hà có biết gì đâu cô bé ôm mẹ ngủ thật say trong giấc mơ em thấy bà tiên cầm đũa thần cứu cô bé bán diêm sống lại Theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Dì Sáu. Dì Sáu là một người đàn bà rất đáng phục, di tản sang Tây từ hồi sau 1975, không biết một tí tiếng Pháp nào, lúc nhỏ chắc học hành cũng chẳng bao nhiêu, vậy mà lại sống được một thân một mình, từ mấy chục năm nay tại xóm Latin, ở ngay trung tâm thành phố Ba Lê. Chúng tôi gặp Dì lần đầu khoảng trước đây cũng gần ba chục năm, khi đó vùng Ba Lê còn ít người Việt và họ phần lớn sống ở ngoại ô. Trong xóm La Tinh chỉ có một tiệm độc nhất bán thức ăn Việt Nam, rất nổi tiếng. Tôi ở ngoại ô, mỗi cuối tuần là lái xe, chở vợ và hai con nhỏ vào xóm La Tinh mua thức ăn Việt. Hôm đó, mua hàng xong, tôi vừa mở cửa xe cho hai cháu lên, thì bỗng có một bà người Việt, tuổi cỡ trên 50, quần áo đen, xách một cái thúng lớn xô hai đứa con tôi, chen vào ngồi trốn trong xe, nhìn sau xe. Tôi thấy có hai người cảnh sát đang dạo bước tới. Tôi không khỏi lo sợ, vì nghĩ bà đã làm điều gì bất chính, bị cảnh sát rượt. Nào ngờ khi hai người cảnh sát đến nơi, thì họ chỉ ghé đầu vào xe, trừng mắt nhìn bà một cách nghiêm khắc, rồi quay đi nhìn nhau tùm tìm cười. Cảnh sát đi, bà chui ra, cảm ơn tôi, rồi xách thúng ra ngồi ở cái ghế bên lề đường. Thì ra là bà làm món ăn Việt Nam, rồi mang tới bán ở trước cửa hàng kia làm như thế là không có giấy má không trả thuế và cạnh tranh với cửa hàng chúng tôi tò mò ở lại xem thì quả nhiên thấy thỉnh thoảng có mấy bà đầm tới mua hàng của bà tôi đã thấy ngay là bà không biết tiếng pháp vì người khách nào khi mua cũng đưa tiền rồi tự tay lấy cái túi tiền của bà để lấy tiền thối lại một cách rất tự nhiên không nói một lời nào với bà cả hai bên chỉ cười với nhau một cái rồi người khách bỏ đi chắc bà bán tại đây từ lâu rồi Dĩ nhiên là nhà hàng Việt Nam biết, nhưng bà đâu có bán được bao nhiêu, thành họ cũng bỏ qua. Còn cảnh sát thì quá biết, nhưng bà không gây rối trật tự công cộng gì, nên cảnh sát cũng làm ngơ. Vợ chồng tôi ở lại nói chuyện, và từ ngày đó, chúng tôi đã trở thành hai người bạn của bà. Sau đó ít lâu, chúng tôi cũng dọn vào ở xóm La Tinh, tình cờ gần nhà bà. Thành ra chúng tôi là hàng xóm và tình bạn với bà kéo dài tới gần 30 năm tới khi bà tự nhiên mất tích, nhưng đó là chuyện về sau. Bà người miền Nam, sinh trưởng ở Dạch Giá, con thứ năm một gia đình chuyên làm nước mắm. Vì là con thứ năm, nên chúng tôi gọi bà là dì Sáu. Dì Sáu hồi nhỏ cũng chỉ học cho tới biết đọc biết viết, rồi lớn lên đi buôn bán chút đỉnh, chờ ngày lấy chồng sinh con đẻ cứ như nhiều con gái trong làng thời bấy giờ. Nhưng khi đó, chiến tranh đã tới lúc khốc liệt, con trai trong làng đi lính hết, quân Mỹ càn quét, dân tình ta, nhất là ở vùng quê, hết sức khổ sở. Sau năm 75, gia đình bà ở lại, trong cảnh sống cùng cực, bà được chứng kiến nhiều vụ người ta vượt biển, vì nhà bà ngay ở bờ biển, trước nhà là đường cái, sau vườn là ra cửa biển, có người lạ không biết là ai, vào nhà bà, chạy chui ra sau, lên thuyền đã đỗ sẵn rồi rông tuốt, một ngày kia, bà thấy người ta nhờ vả chạy qua nhà mình thì cũng chạy theo lên thuyền, rồi họ đi đâu thì léo đẽo theo đó, thời cuộc xô đẩy, bám theo hết nhóm này rồi đến nhóm kia, không hiểu thế nào cũng sang đến đất Pháp, vào một trại tị nạn ở gần Ba Lê, rồi một ban từ thiện tìm cho bà được một căn nhà ngay tại xóm La Tinh, như đã nói ở trên. Dì sáu người lùn tịt, lúc nào cũng mặc quần áo đen, mặt gì dám nắng, đầy vết đen vì đã quá nhiều gian nan nét mặt đều đặn, hồi còn con gái chắc cũng xinh xắn. Nghề của gì là làm món ăn Việt Nam, rồi bán cho hàng xóm hay ra đường bán một cách kín đáo. Da mặt lúc nào cũng bóng nhoáng vì bao năm làm bếp đầy dầu mỡ. Chân tay bà chắc nịch vì sáng tối làm việc, không những đêm phải làm món ăn, ngày còn phải vác thúng đi bán. Trời nóng gian hay rét cóng cũng vậy. Nhiều người sống chung quanh đã biết ngày giờ của bà, hay tới mua, còn tới đặt hàng thành bà không những sống thoải mái, còn có tiền để dành nữa. Nhà gì ở tầng 2, trong một nhà lầu chung cư đổ sộ đầy chạm trộ. ngày xưa chắc là rất đẹp, nhưng vì xây từ đầu thế kỷ, nay đã nhiều mục nát, dỉ xét, vừa vào cửa, theo hành lang, chưa đi lên lầu đã biết là có bà con ta ở, vì mùi xào nấu nước mắm phàng phất, hơn nữa lại nghe âm thanh tiếng cải lương rề rề hay tiếng tụng kinh gõ mõ nhẹ nhẹ. Sau này tôi biết người ở chung cư nhiều tà thán. Người ta cắt nghĩa cho bà thì bà không hiểu. Hoặc có hiểu nhưng làm như không. Vì bà quen sống ở bên nhà như vậy rồi. Bà có hai căn buồng, một căn để ngủ. Có giường và hai cái nệm chạy trên sàn nhà. Căn kia là bếp, để đầy nồi niêu song chảo. Một cái máy ướp lạnh đồ sộ, thức ăn chật cứng. Cửa nhà ngày đêm không bao giờ khóa. Đẩy vào là thấy bà, tay mặt đầy dầu mỡ mồ hôi hối hả ra chào đón. Dì Sáu nghèo nàn, nhưng lại có một tấm lòng vàng. Chúng tôi thường nói, người này ít chữ nghĩa, nhưng giàu lòng Phật. Ra đường hế thế người Á Châu trông dáng nghèo đói đi lang thang, là bà tới hỏi thăm, cho thức ăn. Nếu là đàn bà, thì đem về cho ở nhờ. Vì thế gần như lúc nào trong nhà gì cũng có người. Bà nói, có người ở dăm ba ngày, có người ở cả tháng. Tôi nuôi cho ăn, rồi còn cho chút đỉnh tiền xài có người cũng làm bếp dùm tôi, có người cả ngày chỉ nằm ngủ. Điều rất mầu nhiệm là những người ở nhờ toàn là dân nghèo khổ, thế nào cũng có kẻ bất lương, nhà bà thì đồ đạc hở hang, vậy mà chưa một ai lừa đảo trộm cắp của bà một thứ gì. Tấm lòng Phật của bà đã cảm hóa được những người nghèo khổ, dù họ rất dễ bị lôi cuốn vào con đường gian dảo. Xóm La Tinh có nhiều trường trung học nổi tiếng, sửa soạn cho học sinh thi tuyển vào các trường kỹ sư hàng đầu bên Pháp. Cha mẹ nào có con tới mấy năm cuối trung học, ai cũng mong xin cho con được vào các trường nói trên. Nhưng muốn được vào phải có hồ sơ thật xuất sắc, hoặc cha mẹ phải ở trong vùng này. Có một gia đình nghèo cũng là dân tản cư, ở xa ngoại ô ba lê, quen được bà. Đến nhờ địa chỉ của bà xin cho con vào trường Louis Le gren Bà kể lệ, người ta nhờ tôi, thì tôi ký giấy, tôi bảo cậu đó cứ đến đây mà ở. Nó đi học cả ngày, chỉ tối mịt mới về có khi đêm khuya lắm rồi mà còn cặm cụi ngồi đọc sách. Không hiểu nó ăn uống ở đâu, thỉnh thoảng mới ăn của tôi vài miếng bánh. Cậu sống hòa hợp với các người bạn khác của gì? Vợ chồng tôi hỏi thăm, biết là sau mấy năm trời ở đây, cậu học trò nhà nghèo chăm học đã đỗ vào trường Bách Khoa. Cậu thành tài, vẫn nhớ ơn, lui tới thăm bà trong nhiều năm, lúc nào cũng mang nhiều quà đến cho bà. Dì Sáu ngoài tiếng Việt còn nói được tiếng Miên và tiếng Trung Hoa bà ít chữ nghĩa nhưng lại thuộc kinh lầu lầu nhất là kinh tiếng phạn như chú đại bi bát nhã tâm kinh có ai hiểu gì đâu vậy mà bà cũng thuộc nhiều lần tôi đến thăm đứng lại hành lang nghe bà tụng kinh phổ môn tiếng chuông mõ rất nhịp nhàng nhưng bà để băng nhà cải lương suốt ngày không ngừng ngay lúc tụng kinh bà cũng để băng cải lương bà nói cải lương tôi đã thuộc lòng có nghe gì nữa đâu nhưng để nhạc cho đỡ lẻ loi trong buồng bà có một cái lò sưởi đã xây sẵn đục vào tường, bà dùng làm bàn thờ, có lọ hoa, lư hương, chuông mõ, một đĩa nhỏ trái cây, nhiều tranh và tượng Phật. Bà rất hãnh diện có một bức hình Phật bà Quan Âm hiện ra trên trời ở Sài Gòn trong năm Pháp nạn 1963, nghe nói do một phi công bay lên chụp được. Bức hình này rất nổi tiếng ở Sài Gòn vào dạo đó. Dì Sáu biết rất nhiều sự tích về Đức Phật không bao giờ thấy gì than phiền về đời sống vất vả, lúc nào cũng tươi cười, nếu gặp trắc trở thì coi là kiếp trước làm tội nay phải trả, gì luôn luôn lo làm phước, nói là để phúc cho đời sau, gì tin là ai ai cũng tốt, gì trả tiền thuê nhà rất sòng phẳng, đi chợ hay mua thuốc thang, gì cứ đưa túi tiền ra, người ta lấy đúng tiền mua, tôi biết là dân bán hàng ở đây nhiều lúc lạm dụng du khách, nhưng tôi chắc là chưa ai lừa đảo gì sáu một lần nào thì ra lòng thành thật của dì đã vun sới lòng thành thật của những người chung quanh trong xóm la tinh còn có một bà việt nam khác hàng ngày lang thang cầu thực chung quanh đây gọi là bà điên bà này ăn mặc dơ bẩn gặp ai cũng xin tiền nhưng có một đặc điểm là có tiếng nói rất trong rất lớn như chuông đồng nhiều lúc bà lên cơn đứng giữa đường chửi đồng hát múa tay đưa chân nhắc lên xuống như người hát bội tiếng bà oang oang những câu chửi lại có vần vẻ dễ sợ nhưng người pháp đâu có hiểu người qua đường tránh xa vì chửi ngoài đường bằng tiếng việt không phạm luật xứ pháp nên cảnh sát không bắt bà về bót bà la lối một hồi thấm mệt rồi ngồi dựa vào cây mà ngủ dĩ nhiên dì sáu quen bà điên và giúp đỡ bà điên rất nhiều dì đem bà điên về nuôi và chia sẻ cơm áo cho một ngày nọ chúng tôi đến thăm thấy đầy thợ đang tu sửa lại hai căn buồng Dì Sáu đã đi đâu mất, những người thợ nói là bà đã dọn đi. Họ cho tôi địa chỉ mới của bà, nhưng tới đó chỉ thấy một căn nhà bỏ hoang, kín cửa cao tường, không một bóng người. Vì lý do gì bà bỏ đi thì có ai biết đâu. Từ đó tôi mất tin dì Sáu luôn. Người đàn bà từ đồng quê nước mặn, xứ nghèo, theo xô đẩy của thời cuộc đã đến tận kinh đô ánh sáng ba lê, sống một thân một mình, rồi biến mất, không biết lưu lạc nơi nào. Chúng tôi tin là gì ở hiền gặp lành, được Phật độ và Phật sẽ không bao giờ bỏ gì. Gì sống như một nhà tu hành nhỏ phận, dẫn thân ngoài đời, tự lập cánh sinh, và cảm hóa được những người chung quanh trong một khung cảnh thanh đạm, hiền hòa, từ thiện. Gặp người Pháp không nói được gì với nhau thì có khác chi hai bên cùng tịnh khẩu như trong một phép tu hành. Cũng như các nhà tu tịnh khẩu, họ dùng nụ cười chân thật thân tình làm giao thiệp, chỉ một tội là gì tụng kinh nghe cải lương, làm ồn và mùi gì nấu bếp thì ít người chịu nổi. theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn thằng quang bây giờ tới phiên thằng quang bọn tôi liền nhao nhao thôi tao chịu nó khoát tay thối thoát lia lịa đâu được nãy giờ mày nghe bọn tao kể chuyện chán rồi giờ phải đáp lễ chứ cả bọn lại rộ lên thúc hối một chút im lặng và không hiểu sao mặt mày tái mét cuối cùng nó đành thúc thủ thôi được để tao kể cả bọn liền im lặng phong phắc chờ đợi thằng quang bắt đầu chậm rãi kể hồi đó vào khoảng đầu hè năm thứ ba thi vừa xong môn cuối là tao vội vã thu xếp về ngay như tụi bây biết đó học trò nghèo đi xa một năm ba trăm sáu mươi ngày thì gặp mặt được mái nhà của mình có được bao năm nên hễ có dịp là y như là ngồi phải đống lửa ta muội chẳng thèm cân nhắc dọn ngay ra bến xe leo lên được chuyến xe cuối cùng thì trời đã tắt nắng mặc kệ đem được tấm thân về cho cha mẹ mừng là mãn nguyện rồi khởi đầu có vẻ êm ả tiếng động cơ gì gì chẳng mấy chốc đám hành khách và giấc mơ màng trong đó có cả tao khoảng ba bốn tiếng đồng hồ gì đó thì có tiếng bánh xe siết gấp hai hành khách mới xuất hiện một già một trẻ có lẽ là bố con cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào hai chiếc ghế trống bên cạnh tao Cơn buồn ngủ chỉ kịp cho tao đáp lại nụ cười của cô gái rồi tao lại gục đầu vào thành ghế thực hiện nốt rất nam kha vừa bị gián đoạn. Đầu tiên nó phun ra những cơn ho khùng khục như một ông già bị lao kinh điển báo hiệu điều chẳng lành. Cuối cùng thì chiếc xe đỏ rượu dã chấm dứt công cuộc phục vụ của mình bằng cách dừng lại giữa một cánh đồng trống khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đám hành khách muốn phát khóc khi được thông báo rằng họ chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình sau cuộc sửa chữa ít nhất là đến 5 giờ sáng. Không riêng gì họ, mặt mày tao méo sẹo khi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không, không có lây bóng cây chứ đừng nói mái nhà. Trên trời mấy vì sao đang nhấp nháy không biết thông cảm hay diễu cợt, dưới đất thì đám côn trùng đang chơi cùng nhau một dàn nhạc giao hưởng không có nhạc trưởng, có lẽ quá oi bức trong xe lại nêm đầy chật người nằm ngồi ngả ngớn nên tao không hề nào chợp mắt cuối cùng tao quyết định giết thời gian bằng cách đi dạo tao liền mon men tiến ra cánh đồng gió thao hồ thổi u u bật tung cả nút áo tao dùng mình định trở lại xe thì ngay lúc ấy tao nhìn thấy một căn nhà lấy làm lạ khi nãy trên xe tao không hề nhìn thấy nó mặc dù chỉ cách chỗ đậu xe vài trăm mét máu tò mò thúc tao tiến đến gần để xem đó là cái gì bởi vì so với căn nhà thì nó quá nhỏ thì ra đó là căn nhà mồ, vốn là thằng gan lì tao ghé mắt ngó vào, nền gạch bông sạch bóng mời gọi một cách không cưỡng lại được. Tao liền quyết định ngả lưng tại đây hơn là chen lấn trong cái hộp sắt đầy nghẹt người và mùi ép xăng ngoài kia. Nghĩ thế tao liền bước thẳng vào. Phần mộ được xây âm xuống đất, cho nên toàn bộ phần nền phía trên trống chảy y như tấm phản hảo hạn. Thời may tao vấp phải cây đèn dầu hỏa có lẽ của anh thợ săn cá nào đó bỏ quên của đêm qua tao liền bật quẹt. Trên bức tường lớn nhất có khắc tên họ, năm sinh của người quá cố, tao liền soi đèn vào. Thì ra người mất là một cô gái còn rất trẻ chỉ 18 tuổi, một thoáng bùi ngùi, một số phận quá ngắn ngủi. Cái gì đã khiến cô gái quá trẻ thế này từ giã cuộc đời vội vã vậy? Chắc là thảm khốc lắm. Bỗng tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến hơi do dự nhưng rồi tao cũng tự chấn an mình vì chỗ này không xa mấy nơi xe đậu nên tao liền dứt khoát qua đêm trong căn nhà mồ vừa dựa lưng vào tường là tao đã ngáy pho pho cây đèn dầu chập chờn hắt từng cái bóng run rẩy lên tường ngoài kia đêm và những cơn gió ù ù vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình không biết bao lâu rồi khi tao giật mình thức giấc thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn tao chăm chặt giật bắn mình vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế nhưng rồi tao lại thở khi ra ngay khi nhận ra cô bé trên xe đỏ lúc nãy. Bị bắt gặp nhìn trộm, cô gái cười bẽn lẽn cúi găm mặt xuống, bên cạnh cô ta là ông già đang gáy pho pho chẳng biết trời trăng gì. Mừng vì có bạn đồng hành với lại muốn chữa thẹn cho cô gái, tao liền lên tiếng làm quen. Cô bé hình như còn ngại vì giữa đêm khuya với một chàng trai lạ hoắc nên chỉ trả lời nhát gừng những câu của tao ông già vẫn mê mải ngáy, nhưng rồi sau đó cô bé có phần dạn dĩ hơn. Cuộc trò chuyện bắt đầu ron rã, thỉnh thoảng cô nàng lại cười ngất khi tao chen câu chuyện mấy câu pha trò. Nhờ thế mà tao được biết cô bé được ông bố dắt lên Sài Gòn thi đại học đang trên đường trở về. Mặc dù dưới ánh đèn leo lét của cây đèn sắp cạn dầu, tao vẫn xác định được rằng cô bé có khuôn mặt khá xinh nhưng có điều nước da cô ta trắng quá đến gần như phát sáng trong đêm có lẽ tin tưởng ở tao nhất là khi được biết tao còn là một gia sư luyện thi đại tài. Cô bé liền nhờ tao giải hộ đề thi đại học vừa rồi. Được chứng minh tài nghệ trước người đẹp thì còn gì bằng. Pha biểu diễn bất ngờ làm tao phấn chấn hẳn lên. Nhưng khi nhận từ tay cô gái tờ giấy viết đề thi và lời giải của cô không hiểu sao tay tao bỗng lạnh buốt. Một cảm giác lành lạnh dần dợn chạy khắp châu thân làm tao dùng mình mấy cái. Nhận thấy thái độ bất thường của tao, cô gái liền nhoẻn miệng cười làm tao thấy mình sao mà ngớ ngẩn. Có lẽ đó chỉ là cơn gió ẩm thấp ngoài kia lọt vào được đây thôi. Tự chấn an mình như vậy, tao liền cúi xuống tờ giấy. Có vài điểm cô bé đã làm sai tao liền gạch xóa và sửa lại hoàn chỉnh. Cô bé mắt rưng rưng khi biết mình đã làm sai phần nữa để toán. Tao liền an ủi cô bé hết lời. Nào là học tài thi mệnh, nào là còn khối cơ hội vân vân. Được tao khuyến khích, cô nàng bắt đầu hồi vui trở lại. Câu chuyện của bọn tao liền chuyển sang hướng khác, rôm rả, cho đến tiếng con gà trống nào đó gái vu vơ ngoài cánh đồng. Cô gái thoáng giật mình vội vã lôi ra từ trong túi một tấm ảnh có ý tặng tao làm kỷ niệm cho buổi gặp gỡ khá kỳ lạ này. Vẫn cái cảm giác lạnh băng lúc nãy nhưng lần này tao đã phòng bị trước nên không phải giật bắn mình lên như lần trước. Trong ảnh cô gái sinh ra phết trong tà áo dài trắng tha thướt, tao buột miệng khen làm cô gái lần nữa cúi gằm mặt xuống. Vừa lúc đó tiếng còi xe in ỏi báo hiệu cuộc sửa chữa đã xong, tao liền đứng dậy. Bên kia ông già cũng đã được đánh thức, tao khẽ gật đầu chào ông. Ông bố cũng có nước da trắng bạch như cô con gái. Khi đã yên vị trên ghế ngồi, quay sang bên cạnh, tao ngạc nhiên khi thấy nó còn trống. Rõ ràng hai cha con ra xe cùng lúc với tao mà. Xe bắt đầu dục dịch chuyển bánh, tao liền hốt hoảng la lớn. Bác Tài ơi, còn hai người nữa. Anh chàng lơ xe bực dọc quơ tay đếm lại số hành khách rồi bảo. Đủ rồi, ba mươi sáu người, có thiếu ai đâu. Tao vẫn ngoan cố phản đối. Rõ ràng còn hai cha con ngồi cạnh tôi mà. Đám hành khách bắt đầu ngoái lại nhìn tao ái ngại. Một bà trung niên ngồi ở hàng ghế sau ngoài người lên bảo. Cậu nói sao chứ? Từ lúc xe khởi hành ở Sài Gòn đến giờ chỉ có cậu ngồi ở hàng ghế này thôi làm gì có ai bên cạnh thoáng dùng mình. Cái cảm giác lành lạnh đêm qua lại ập đến với tao. Tàu chuyển bánh thực sự, còn tao vẫn cố nhoài đầu ra ngoài hướng về phía căn nhà mổ. Có thể họ bỏ quên vật gì chăng? Nhưng không, nơi ấy, dưới ánh sáng ngày càng rõ của buổi ban mai, chỉ là khoảng đất trống. Tao run bắn cả người lên, vội thụt vào trong, hấp tấp lôi ra những tờ giấy mà tao đã giải hộ để thi run cô gái hôm qua thì... Trời ơi! trên tay tao chỉ là những chiếc lá khô trên đó chi chít những dòng gạch xóa của tao còn chữ của cô gái thì hoàn toàn biến mất và còn nữa tấm ảnh mà cô ta tặng tao trời đất chỉ là tấm ảnh trống trơn không có gì trên đó một màu trắng mờ mờ ma quái kể đến đây thằng quang ngưng bặt nó ngó khắp lượt những gương mặt đang ngớ ra của bọn tội một hồi rồi móc từ trong túi ra một vật gì đó tao vẫn còn giữ tấm ảnh đó đến tận bây giờ bọn tôi liền thì nhau vồ lấy truyền tay nhau đúng là một tấm ảnh trắng không có gì trên đó khi tấm ảnh đến tay tôi không hiểu sao tội lại cũng có một cảm giác lạnh băng y như nó vậy thằng quang lại tiếp chưa hết khi hết cuộc nghỉ hè trở lại trường tình cờ tao đứng xem danh sách thí sinh vừa trúng tuyển bọn mày biết gì không tao gần như muốn té xỉu khi đọc thấy trên đó tên họ năm sinh của chủ nhân ngôi nhà mổ mà tao lại tình cờ ngủ lại trong đêm đó và còn lại kỳ hơn nữa từ đó trở đi, cứ sau một kỳ thi tuyển thì cũng chính cái tên cô gái đó lại xuất hiện trên bản niêm yết trúng tuyển. Nhận lại tấm ảnh từ tay tôi, thằng Quang bỗng xa sầm nét mặt bỏ ngay ra ngoài không nói một lời, còn lại đám quỷ sứ bọn tôi liền nhốn nháo bình phẩm. Quả là thằng bịa chuyện có hạng, nó kể y như thật, đã vậy còn đáo để trưng ra tấm ảnh trống không phù hợp với tình tiết câu chuyện vừa đố ai bắt bẻ được nó một tấm ảnh chụp của cõi âm làm sao dám trần thế ra trần mắt thịt nhìn thấy nổi đại tài đại tài khâm phục khâm phục nhìn đám bạn hú hét như đám điên tôi đã định yên lặng nhưng rồi không kìm nổi nữa tôi hét lớn im đi lũ ngốc nó nói thật đó hay ít ra gần như thật hai năm trước có một ông già tháp tùng cô con gái út lên sài gòn thi đại học và chuyến trở về của họ không bao giờ đến nơi được cả hai đều tử nạn trong một tai nạn giao thông. Cô bé không kịp nhìn thấy tấm giấy báo trúng tuyển của mình và tụi bây biết họ là ai không. Thằng Quang gọi ông già đó là bố, còn cô con gái thì lọt lòng sau nó đúng hai năm. Đám bạn tôi liền xỉu xuống như một quả bóng xỉ hơi, mặt đứa nào cũng được ra chưa hết. Cứ mỗi kỳ thi tuyển thằng Quang lại như cái máy đứng tần ngần trước bảng danh sách niêm yết trúng tuyển không biết nó có tìm thấy một tin vui nào cho đứa em vắn số đó chăng theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn hồi ức một chiều thứ bảy bọn chúng tôi dắt nhau ra bờ sông hồng chơi bây giờ đã là cuối thu rồi nước sông rút xuống và lặng lẽ trôi xuôi cuốn theo vô số phù sa màu gạch non đùng đục chúng tôi trèo lên một đống gỗ ngồi nhìn xuống lòng sông chẳng bao lâu mà mặt trời tắt hẳn trăng mồng mười treo trên cao gió lạnh làm sông hồng nhăn mặt thỉnh thoảng mấy gợn sóng con con sáng lên lấp lánh như những lưỡi búa vàng. Cảnh sông Hồng thật đẹp nên chuyện cứ nở như gạo gian. Chúng tôi đi từ chuyện cá mè, tép bạc sang chuyện ngao, chuyện hến. Bỗng danh cua quay sang một anh bạn miền Bắc. Ngao à, trong Nam gọi ngao là vọp. Có một lần mình đi vào rừng và nhớ mãi tiếng những con vọp rơi lột cộp vào khoang thuyền. Năm ấy cách đây vừa đúng bảy năm. Danh bỗng trầm hẳn giọng xuống, rẻ rẻ như đang có vật gì mắc trong cổ họng bảy năm qua rồi mà không bao giờ mình quên được. tôi bảo thầm trong bụng lại sắp có chuyện đây. nhìn nét mặt danh đang thử ra nghĩ ngợi, nhìn đôi mắt danh đang mơ màng trông xa xa. tôi đoán có lẽ là một chuyện tình. các anh em khác chẳng ai bảo mà ai cũng đều ngồi yên chờ đợi. một lúc sốt ruột quá, tôi dục kể đi, kể chuyện vọt đi. danh ừ một tiếng, cho tay vào túi áo ngoài mòi mòi khoắng khoắng cả hai bên chẳng biết là tìm thuốc lá hay lục lại vật gì cũ kỹ. Tôi vội đưa cho anh chàng điếu thuốc và đánh diêm, danh hít một hơi ngon lành, thở khói ra dày đặc, rồi lấy tay khoắt nhẹ nhẹ như đang vén lên một bức màn. Câu chuyện này cũng bắt đầu bằng một chiều thứ bảy cuối thu, lúc ấy cả phân xưởng mình đang đổ dồn vào một công việc đột xuất là đúc lựu đạn. Anh em thay phiên làm quần quật suốt ngày đêm không nghỉ để cho kịp chiến dịch. Trong hoàn cảnh ấy, lại hết củi để nấu cơm, làm bếp, kể thì cũng là chuyện nhỏ mọn thôi. Nhưng nguyên tắc bảo mật tuyệt đối cấm kiếm củi ở vùng gần xưởng. Bọn này thường phải đi xuống vàm đầm, xa vài mươi cây số. Sau một bữa cơm nửa sống nửa chín, mà có anh mặt nhăn như bị, cô Miên, cấp dưỡng của bọn này mới quyết định tự mình đi lấy củi. Đó là một việc nặng, mà để cho cô đi xa thì bọn này cũng không yên tâm. Định cắt một người cùng đi với cô, nhưng anh em không ai rút việc ra được. Miên xin cho mình đi theo. Mọi người quay lại nhìn mình. Hồi ấy mình vừa rời ghế nhà trường đi xuống miền Tây kháng chiến. Công việc trong xưởng cũng mới biết ti toe nên dối hơn anh em. Hôm sau chủ nhật mình lại được nghỉ. Nhưng mà công tác lao động có thể nói là mình rốt đặc cán mai. Tuy vậy, không để anh em chờ lâu. Mình sung phong đi ngay với cô Miên. Sung phong thì cũng có nhiều lý do. Trước tiên nghĩ rằng cả làng người ta đang làm cật lực chẳng lẽ mình cứ cả nhỏng chống xâm lăng, phất phơ làm cách mạng, hay là một mình đi vào rừng với cô Miên thì cũng hay hay. Các cậu cười à, cái đồ quỷ, cứ nghĩ tâm bậy, hay hay là thế này. Lúc bấy giờ mình nghĩ ngay đến cảnh rừng cây mọc vút cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá như rẽ quạt, sóc trên cành nhảy lon ton, có một đôi thanh niên nam nữ vừa đắn gỗ vừa hát, ấy đại loại hay hay là như vậy trong bọn tôi, bật ra những tiếng cười thú vị y như khi xem xiếc thấy anh chàng đi dây rất chúa mà lại giả vờ trượt ngã. Thật vậy, danh cua thì ghê lắm. Ông ấy việc gì cũng sành và là tay tiện cư nhất bọn trẻ trong kiếp và cả trong sườn chúng tôi. Nếu ai mới đi lao động công trường mà thấy danh cứ sắn hai nhát mai một hòn đất và dậy rạch dòi cho anh em đổ nền, bện sọt thì lại tưởng danh là nông dân chính cống. Danh năm nay chưa đầy 30 tuổi nghĩa là còn xoan, người tầm thước, đầu cắt cua nên được gọi là danh cua, mà danh là cua cũng vì có đôi tay chắc nịch, sờ vào rắn như sờ phải chiếc kìm càng cua, đặc biệt danh cua kẹp đến mức trời gầm không nhả, những anh chàng nào xem lợi riêng bằng cái hú còn lợi chung bằng cái khu tô, thế mà nay lại nghe danh nói toàn giọng đâm hơi như vậy thì ai mà không cười cho được. Nhưng sau này ngẫm nghĩ cái điều trái ngược ấy chúng tôi mới dần dần hiểu ra tại sao danh lại tốt và hết lòng lo cho anh em như bây giờ. Đó cũng là cái đầu mối chính của câu chuyện mà danh kể tiếp sau đây. Thế là sau khi cơm nước, cụ bị xong xuôi, mình và Miên xuống một chiếc tam bản xuất hành đúng vào chiều thứ bảy. Đi loanh quanh mấy con rạch bảo mật, bọn mình trổ ra sông to, bắt đầu gai trèo, mình ở phía sau, Miên đứng trước mũi, theo nhịp đều đều, hai đứa thong thả trèo đi, con thuyền trồm trồm, lướt nhẹ trên dòng nước, mặt trời đã khuất, gió sông lên, sóng lưỡi búa đánh lách trách vào mạn thuyền, gió thổi tung mái tóc ngắn trên vai miên, nói thật, ngày thường mình không chú ý đến miên lắm, miên tuy có một nước da mịn và trắng, người đầy đặn, nhưng lúc đầu mình trông có phần cục mịch, và lại lúc ấy mình cho rằng miên suốt ngày chỉ hú mắm, tép hành. Hết nấu cháo cho bệnh thì lại đi bổ củi, khó thông cảm. Nhưng ở xưởng nhiều anh chàng chết mệt với cô gái 18 tuổi ấy, có đôi mắt mí lót và cái mồm luôn luôn cởi mở. Người ta khen miên làm việc trí tình, khen miên đẹp, nhất là khen đôi chân. Có người bảo đôi chân ấy mà cho đi múa thì phải biết, mình cho miên không đẹp, nhưng tài làm việc và đôi chân của miên thì mình cũng chịu, không tìm được chỗ nào để mà chê. Quả thật vậy, gió chiều trên sông thổi ngược, vạt áo và ống quần bà ba đen dán chặt vào chân miên bay lật phật, miên trèo, chân trái bước tới một tí, rồi chân phải nhẹ nhàng đá lên phía trước, thân người nghiêng chênh trách, đôi chân đẹp uyển chuyển cứ như nhảy múa trên sạp thuyền, mái trèo quạt nước xoáy chôn ốc trôi về phía sau. Lần đầu tiên mình buột miệng khen lên một tiếng, chị miên trèo chân đẹp quá. Miên hất tóc về đằng sau, mình thấy đôi mắt miên sáng lên và đôi gò má ửng hồng. Miên lúng túng nói một câu như đánh trống làng. Mai vào rừng, tôi bắt vọp nướng cho anh ăn. Ngọt lắm, dưới này vọp thật nhiều. Khi đó mình cảm thấy trong lòng là lạ, miên chú ý đến mình từ lâu. Đúng đấy chứ không chủ quan đâu, chẳng biết sao mà mình lại huyết sáo vang lên và trèo thật mạnh. Chúng mình tới vằm đầm hơi khuya, trăng đã xế xuống sát ngọn nước bên kia sông buộc thuyền lại chắc chắn. Hai đứa lên một trạm gác bỏ trống, trải chiếu ngủ dưới đất. Đêm ấy mình suy nghĩ nhiều, có lúc ngồi dậy nhìn dòng sông, chung quanh toàn là rừng heo hút. Nhưng nói thật với các cậu là ma không dám đến. Danh cười một tiếng nhỏ, vất tàn thuốc lá ra xa, đốm lửa bay vút đi như ma chơi, lóe lên rồi rơi ngay xuống. Sáng hôm sau, Miên đánh thức mình dậy trước khi có ánh nắng mặt trời. Miên đem cơm nước xuống thuyền rồi đứng lái. Trèo một quãng, chúng mình bỏ sông to và bắt đầu đi vào rừng. Miên đưa thuyền sâu vào những rạch nhỏ, vào các ngã con, quanh qua quẹo lại mà không do dự một tí nào. Có lẽ Miên thuộc lòng vùng ấy. Đến một nơi hơi quan, Miên hạ lệnh dừng lại và sửa soạn để lên rừng. Mình định bỏ quần dài ra và nghĩ lao động thì phải quần đùi, áo cộc cho ra vẻ con nhà chứ. Miên đoán được, cúi mặt xuống cười to, bận vô bận vô đi ông ơi lên kia ô rô nó quả rách chân hết bây giờ rồi miên đến gần lấy chiếc khăn dằn đội lên đầu mình hai chéo khăn quấn tròn chung quanh cổ thật chặt chỉ chừa đôi mắt và một phần mặt thôi miên lôi dưới khoang ra hai chiếc búa mài kỹ lưỡi sáng loáng mình cầm búa lên cuộc tấn công vào củi bắt đầu miên bước lên bờ đi hăm hở vừa đi vừa phạt những nhánh con những dây leo để dọn đường mình bỏ thuyền bước theo. Nói ra các cậu đừng cười chứ lần đầu tiên đặt chân xuống bãi sình của rừng U Minh sao mà mình giận người đến thế. Một cảm giác lành lạnh, kinh kinh từ gót chân chạy lên đầu, sờn gai ốc, giống như bước xuống một ao bùn nhấp nhúa vậy, mà còn gai hơn nữa kia, vì đầy đất là lá gai, cành nhọn, sắc như những mũi dao con. Mỗi bước chân đi, chân lún xuống, lá mục kêu xèo xèo, mùi hôi sông lên khó chịu, ghê ghê như dẫm vào đống phân đá lên men. Mình phải từ từ chọn chỗ đặt chân, khi bước lên một khúc gỗ mục, khi trèo từ dễ đức này sang dễ đức khác, có lúc hụt chân siêu bên nọ, vẹo bên kia. Miên đã bỏ mình một quãng khá xa, mình có cảm giác của một đứa trẻ sợ lạc đường. Chị Miên ơi, đợi tôi với. Miên dừng lại, chờ hồi lâu mình chưa đến kịp, Miên cau mày, mau lên, chưa rồi làm gì mà cóm gióm như bà già đi âm phủ vậy lần đầu tiên miên gắt với mình và mình thấy tự ái theo con đường miên đã phát quang mình bước bạt mạng kể ra miên nói cũng phải đi như thế vừa nhanh vừa vững lại vừa oai mà chẳng mất một tí thịt nào cả chỉ có mất cái điệu bộ cóm gióm thôi mình theo kịp miên và vung búa phạt cây ra tuồng lưỡi búa theo nhịp tay đưa sáng loáng đã đến chỗ hái củi được miên dặn mình lấy cây khô với cây rốt rốt thôi đừng chặt cây tươi người ta cấm mình nhìn vòng quanh nơi đây là một rừng đứa con cây mọc chi chít chỗ dày chỗ thưa loạn xạ có nơi cách nhau hàng mấy thước có nơi chen người không qua lọt đứa còn nhỏ đều đều một loạt bằng cổ tay thân cây thẳng tắp cao chừng bốn năm thước trên ngọn là vài cành nhỏ màu xám đỏ đeo mấy cái lá xanh gốc sát đất chỉ bằng ngón tay kinh nhưng lên trên vài mươi phân lại có năm, sáu dễ phụ ăn vòng ra, cắm xuống đất mường tượng như những chiếc răng nơm, lá mục, cảnh khô, ô rô, cóc kẹn, răng đầy mặt đất, thỉnh thoảng nhú lên những mầm non đen đen, như lưỡi mèo, hay trên các cảnh đung đưa vài quả cám bằng nắm tay mốc mốc, ngước mắt trông lên, sương mù trùm xuống đầy rừng, trời xanh chẳng thấy, chọn một cây khô, mình dơ búa chặt mạnh, nhưng cây quá giòn lưỡi búa cắt ngang làm mình mất đả ngã chuối cây củi dài và cao gãy làm ba bốn khúc rơi xuống quật vào đầu vào lưng và cả vào đít mình mình thì bực quá nhưng cô miên lại ôm bụng gục đầu vào cây cười ngặt nghẽo làm rung cả đám lá nhỏ trên cành cố nhịn cười miên chạy đến rằng lấy búa trong tay mình cắm phập vào một khúc cây to ngã dưới đất rồi cô xoa lưng mình đau không hái bằng tay thôi chừng nào cần mới chặt anh coi đây này nè. Miên bước đến một cây đước khô gần đấy, đôi chân Miên hơi rạng ra, lấy thế đứng, tay phải Miên nắm chặt thân cây, chỗ gần gốc, Miên giật gọn một cái, cây củi gãy đánh rắc, lửa theo đà rơi của cây, Miên đặt nó vào một chỗ đất trống cho thuận đường vác xuống bờ sông, đôi chân Miên thoăn thoắt bước sang phải, bước sang trái, đước gãy răng rắc, lần lượt nằm chồng chất lên nhau, mình nhìn theo bước Miên đi. Kể thì cô làm cũng giỏi đấy, luôn tay luôn chân không nghỉ. Một lát, Miên quay lại, coi kìa, làm đi chớ, sao lại đứng từ bi chi Phật vậy? Mình mắc cỡ, vội bắt tay làm như Miên, lúc đầu cũng hăng, bẻ được vài chục cây, nhưng mình cứ hay nhìn lên tìm tìm kiếm kiếm, cây bé không muốn hái vì nghĩ chẳng bỏ công, cây to lại cứng, giật không quen nó không gãy, phải lấy búa chặt, chặt xong kéo xuống đất lại khó vì cành nhiều chẳng bên nọ níu bên kia có khi cây tươi trụi lá lại tưởng cây khô sấn tới đẩy nó quật trở về cho bật ngửa một cái nền thân càng làm càng thấy khó mất tinh thần không khí trong rừng âm u mùi hôi hám khó chịu thỉnh thoảng mình lại dừng uốn éo vài ba cái cho giãn gân không muốn cất tay nhấc chân lên nữa nào đâu ánh mặt trời soi như rẻ quạt nào đâu sóc nhảy lon ton chỉ có ba con mỏng vo ve bay quanh lâu lâu lại chích cho một cái nhảy nhổm. Còn mũi đen thì thôi khỏi nói. Khắp mình dâm gian ngứa ngáy, chỗ ra mặt để hở sờ lên đã thấy mấy cục mẩn to. Mình cứ trông hết buổi cho xong, nghĩ rằng làm nhiều làm ít cũng là hai đứa. Về nhà ai biết đấy là đâu, bị tra khảo gì mà sợ. Làm được khá lâu bỗng có tiếng miên hú lên gọi mình xa xa. Mình đáp lại, lát sau đã thấy bóng miên. Miên cởi khăn rằn cầm tay làm quạt, mấy sợi tóc mềm dán chặt trên trán mướt mồ hôi. Miên vừa lau cổ vừa tươi cười hỏi, mệt chưa? Được bao nhiêu rồi? Mình đưa mắt nhìn đống củi, nội chỗ đó. Miên xa sầm mặt xuống, nói như dằn vặt, thiệt à, anh làm gì nãy giờ? Có ngủ gục không? Mình tự ái quá, cự ngay. Tôi chưa biết làm, làm ít. Đừng có lên giọng thầy đời mà chửi khéo tôi. Miên đỏ mặt lên, môi run run, ánh mắt phát ra những tia giận dữ. Chửi anh thì tôi no béo gì, sợ anh em ở nhà phải ăn cơm sống thêm một bữa nữa chớ. Rồi miên quay phát người, quấn khăn lên đầu, thắt thật chặt và bước đi chẳng thèm ngó lại. Mình giận run lên, giận đến tức thở. Con gái gì ăn nói như rùi đục chấm mắm. Rùi đục thật, nhưng mà là đục vào xương sống của mình. Cho nên sau đó mình phát lên làm bán sống bán chết. Mình hái củi rốt rốt cả đến những cây lúc nãy phải chặt bằng búa, lúc này bẻ một cái cúng gãy lọn. Mình quyết tâm làm cho thật nhiều để xài lại cô một phen chơi. Chuyện đời, khi ý mình đã quyết thì khó cũng thành dễ. Tay chân quen dần, nhanh nhẹn thêm, mắt tinh hơn, óc sáng ra. Từ cây nọ sang cây kia, từ chỗ đặt ôm củi này đến ôm củi khác, mình đều tính toán chi ly, mà chỉ trong nháy mắt. Chuyện ấy miên làm thế nào bằng mình được? Bởi vậy chẳng bao lâu mà mình đã có năm đống củi. Mình dừng lại, miệng như ống bể thở phò phò, mồ hôi ra ướt áo. Nhưng trong bụng thì hả lắm. Mình bỏ củi đấy chạy đi tìm Miên. Nghe tiếng chặt gỗ, mình mò đến. Miên đang đứng trước một thân vẹt to bằng ba vòng bàn tay, to bằng cây bọn mình đang ngồi đây, dành vỗ bột bột xuống lưng gỗ. Ờ, ừ, đúng, bằng này. Chân trái Miên đứng dưới đất, chân phải đè lên giữ chặt lấy cây cho nó khỏi lăn hai tay cầm chót cán búa đưa lên cao chặt chết xuống về bên trái. Mỗi nhát búa giáng vào gỗ lại có một tiếng hự kèm theo. Miên đã tháo tung khăn rằn ra. Trên thái dương, một dòng mồ hôi theo tóc mai chảy dài xuống má, đến tận cằm. Mái tóc ngắn cứ rũ xuống lại bị hất lên, không che nổi đôi má đỏ hay hay và bộ ngực căng đầy sức sống. Lưới búa sáng bay loang loáng nhịp nhàng. Cây gỗ sợ hãi kêu cung, cung vang cả rừng một góc nhìn miên chặt gỗ bao nhiêu cái giận của mình tan đâu mất mình gọi to miên đứng ra để đấy mình nhổ nước bọt vào tay chặt cật lực mảnh gỗ vàng phơn phớt liên tiếp văng ra miên chống búa quệt mồ hôi chán đứng nhìn mình và cô cười à thế mới được chứ cô phục lăn chứ không à miên bảo với mình là cây gỗ ấy có người đã đốn xuống nhưng chắc vác không nổi nên bỏ đấy định chặt lấy một khúc dài độ ba thước mang về, chụm được và lợi hơn củi nhỏ gấp mấy lần. Và miên liếc nhìn mình, mỉm cười nói đùa, lát nữa phải hợp tác xã lại mới khiêng nổi. Dứt xong đoạn gỗ thì mặt trời cũng gần đứng đầu, bọn mình trở về thuyền vì đã thấy đói. Bữa ăn thật ngon, cơm nếp còn nóng với mắm lóc trưng có hành, tiêu và tóp mỡ, cơm xong, miên rửa mặt, chải đầu còn mình cứ nằm khoanh trên sạp thuyền mà hút thuốc lá nhìn lên sương mù đã tan từ bao giờ ánh nắng chưa ấm áp xuyên qua kẽ lá cành cây chiếu vào những quả vẹt đung đưa màu xanh loang loáng dễ đước dài nâu xám to bằng ngón chân từng khúc nối nhau rũ xuống đầy mặt nước soi những chiếc đầu tròn con lạch màu đỏ đục cuồn cuộn phù sa thỉnh thoảng từ trên rừng một khe nước trong reo reo chảy xuống cá thòi lòi dương kỳ, dương mắt chạy sèn sẹt trên mặt nước như đánh thia lia, quanh bộp dừa, ốc len bám đầy, quơ dâu xanh xanh đỏ đỏ, loáng thoáng có vài con vọp lớn nằm phơi trên bãi chiếc vỏ mốc đen, gió rung lá đứt lào xào, bọn mình cắm thuyền dưới bóng cây, ánh nắng vẽ trên áo bà ba của miên những hoa vàng lốm đốm, nói tóm lại với các cậu là cảnh vật rất hữu tình. Miên cảm hứng hò khe khẽ như cho mỗi một mình nghe vắng cơm năm bảy bữa anh không phiền, vắng em một bữa anh đau liền tương tư, tương tư đắp chiếu, chùm mền, mua con tép bạc nấu canh rau rền anh ăn. Các cậu biết không, khi mình nghe miên hò cậu ấy thì có thể gọi là chết được, giọng miên trong trẻo và tình tứ, nhẹ nhàng ngân vang trong lặng lẽ của rừng trưa, mình cứ muốn nằm mãi trên thuyền mà nghe miên hát, khỏi cần dài dòng. Chắc các cậu cũng rõ tình cảm của mình lúc ấy. Trải xong đầu, Miên quay sang. Anh ngó ra trước đi. Tôi rửa chân một chút. Mình bảo được rồi. Và lấy nón lá úp lên mặt, cố nhắm mắt lại ngủ. Nhưng trời xui khiến một luồng gió thổi tới tốc nón rơi xuống sông trôi về phía sau. Mình nhổm ngay dậy và thấy Miên đang duỗi chân phải ra vớt lấy nón. Cả đôi chân trắng nõn, nổi bật trên dòng nước hồng hồng. Kể đến đây, danh đột nhiên dừng lại hấp tấp xin thuốc lá một đứa trong bọn tôi vội vàng móc túi nhái đưa cho tay danh run run quấn rất lâu không được một điếu tôi lấy làm lạ và đem hết sức mình để tưởng tượng xem đôi chân trần ấy đẹp đến mức nào đẹp vì đường nét hay đẹp vì màu da mà đã bảy năm nay rồi còn làm cho danh cua của chúng tôi xúc động đến thế được tôi đang phân vân thì danh đã châm xong thuốc lá và tiếp tục câu chuyện sau đấy mình ngủ quên một lúc nghe động thuyền và có tiếng gì lộp cộp rơi xuống khoang mình tỉnh giấc, hóa ra là một đống vọp, miền cất nón lá rồi gọi mình đi vác củi xuống thuyền. Thú thật, lúc đó mình buồn ngủ sật sừ, hết muốn ngồi dậy, tay và nhất là bả vai đau ê ẩm, những chỗ gai quào ở chân thấm rát, đôi chân nặng trình trịch như đèo đá, khó bể nhấc lên. Mình có cảm giác như tất cả máu trong người đều dồn hết xuống hai chân vậy. Miên nhìn mình có vẻ ái ngại. Đi đi anh, vác hết củi xuống rồi về chớ nằm đây hoài sao? Mình nhớ lại kinh nghiệm ban sáng nên cố gắng mở mắt ra. Cứ kể sau khi làm mệt, được ăn no, ngủ một tí, thì cũng thích nằm đấy. Nhưng nghe Miên nói, mình nhớ lại mục đích cuối cùng của hai đứa là kiếm củi về cho anh em chứ có phải đi rừng chơi đâu. Nên mình ngồi dậy bước lên bờ theo Miên. Có lẽ mình ngủ cũng lâu vì Miên đã rút dây cóc kẻng bó chặt hết các ôm củi. Mình khom người xuống, vác bó đầu tiên lên vai và theo đường trở lại bờ sông nói ra thì xấu hổ chứ quả là lúc ấy sợ thật mình nghĩ rằng có cho bẻ đước một ngày cũng không sợ bằng vác vài ba chuyến đường xuống bến gần nhất là vài trăm thước bó củi đè nặng vai đau buốt mỗi bước đi chân lún sâu xuống sình rút lên thật khó cứ ngã tó ngã siêu khổ một nỗi nữa là bó củi dài đường thì hẹp lại cong cong quẹo quẹo vì cây rừng nó có mọc ngay hàng cho mình đi đâu. Bởi vậy cứ xoay bên này mắc cây, quay bên kia vướng dễ, lướng ca lướng cướng mãi. Đầu vài quá, mình dựng ôm củi lên rồi đưa lưng vào cổng. Nhưng đi như thế thì đầu lại cúi xuống không trông thấy đường có khi đầm sầm vào cây rội ngược. Vì vậy cứ đi chừng mười thước mình lại đặt xuống nghỉ. Gần đến bến, thấy miên đã có hai đống củi rồi. Miên gọi to, nửa như khuyến khích, nửa như chê trách cắn răng lại, nín thở đi một hơi mới được nhiều, cứ nhất bộ nhất bái thì tới tối cũng chưa xong đâu. Mình đến nơi, hất củi xuống một cái bịch, thở phào, nếu có gương mà soi thì chắc mặt mũi bèo nhèo như con mèo ướt, miên bụng miệng không dám cười lớn. Mình giận lắm, chẳng thèm nhìn cô, đứng lật áo xem vai, nó đã đỏ ửng, miên đến gần đặt tay lên vai mình, cô chu mỏ lại giả vờ suýt xoa. Ui cha, tội nghiệp quá ra giấy. Rồi Miên bật cười khanh khách, mình giận cảnh hông, quầy quả bỏ đi lên. Miên kéo tay mình lại, khoan đã, đi khiêng khúc vẹt đi, không chút nữa mệt, khiêng không nổi. Mình không thèm trả lời, cứ đi theo Miên, hai đứa đến bên khúc củi. Miên ghé vai vào phía trước và ngồi chịu cây gỗ cho mình nâng phía sau lên. Về sau, nhớ lại những khi Miên chịu nặng thay mình ấy, tim mình cứ nhói lên, yêu Miên không biết chừng nào. Nhưng lúc đó mình ngu dại quá, không hiểu được những chuyện bình thường như vậy. Tay phải miên giữ cây gỗ trên vai, tay trái chống gối, đứng dậy. Mình thấy đôi chân miên run run. Hai đứa bước đi rất khó nhọc. Miên ngoẹo đầu bước sang một bên. Cây gỗ sần sùi áp chặt vào má, cắn vào vai. Mỗi bước đi, chân cứ phải soạc ra loạn choạng. Mà mình thì chậm nên làm trở ngại cho miên rất nhiều có khi miên bước tới nhưng vì vướng mình nên phải bước lui miên nói hổn hển qua hơi thở nhanh lên anh chậm như rùa lúc ấy sao đầu óc mình ngu xuẩn đến thế miên muốn làm chóng xong đem củi về cho anh em còn mình thì muốn làm từ từ cho khỏe cái thân một chút nên nghe miên gắt mình tự ái ghê lắm lúc nào cũng nhanh lên không thèm nhanh giỏi thì cứ nhanh đi tùy thế cuối cùng hai đứa cũng đến bến mình muốn quẳng ngay khúc gỗ xuống cho rồi nhưng miên đã biết ý nói trước đi luôn đem xuống luôn mình giận quá không cho người ta nghỉ cứ đi luôn đi luôn bộ cẳng cây sao chớ lúc đó chân phải của miên vừa bước xuống thuyền chân trái còn trên bờ chiếc thuyền bị đẩy lướt xào trôi giạt ra miên la lớn như đứt hơi bước tới nhanh lên mình đã quen với tiếng nhanh lên của Miên nên cũng không chú ý lắm. Và một chuyện đã xảy ra như trong mơ. Miên mất đà ngã rúi, cây gỗ từ trên rơi mạnh xuống, dưới là be thuyền, ở giữa là chân phải của Miên. Mình chỉ nghe rắc một cái cùng với tiếng kêu, trời ơi, cái chân em. Trong ánh nắng chiều, tiếng kêu đau đớn vang tận rừng già, vọng tới trời cao, âm thanh ảo ảo vang đi vọng lại giọng danh lạc hẳn không còn ra tiếng nữa. Tôi liếc nhìn sang, môi danh mấp máy như một người sắp khóc. Danh tì hai cánh tay lên đùi, hai bàn tay dày vò lấy nhau, đầu cúi xuống như một phạm nhân đang nghe kêu án mình trước vành máu ngựa. Tôi dùng mình, khắp người gai ốc nổi lên. Một anh bạn đang mân mê bật lửa, tự nhiên cầm gõ thật mạnh vào cây gỗ chúng tôi đang ngồi. Bỗng đột nhiên danh hỏi, các cậu có bao giờ nỡ nhẫn tâm vô cớ mà vác gậy đánh gãy chân một người vẫn yêu và lo lắng cho các cậu chưa lúc ấy miên kêu lên mình mang máng có ý nghĩ ấy đúng thế không sai sau này mỗi lần ôn lại lòng mình cứ như có một bầy quạ đang rỉa giói. mình nhớ khi đó chiếc thuyền trôi đi lôi cả miên theo mình vội nhảy xuống như người mất hồn gỡ chân miên ra sóc miên từ dưới nước lên thuyền miên bị đau và sặc nước ngất lịm đi mình để miên tựa vào ngực, giật tóc mai gọi mãi mới tỉnh. Vừa mở mắt ra, miên đã nhổm dậy vén quần lên nhìn chân. Giữa ống chân, còn hằn sâu đỏ bầm một vết be thuyền, thịt da không nở lại được. Miên dùng hai tay nhấc lên, phía dưới chân cứ quạt oà oặt oải. Mình giật thoát mình, mặt nhăn rúm, mồ hôi và nước rừng đọng lại trên trán lấm tấm. Đôi mắt miên nhìn mình, nó gãy thật rồi anh à. Trong câu nói của Miên có cái gì vừa oán trách vừa yêu thương, vừa xót xa, vừa nhẫn nhục. Miên ngoảnh mặt đi, nhìn thấy đống cây trên bờ, chặt lưỡi một cái nghe như xé ruột, xé gan. Mình vuốt tóc Miên an ủi và định giúp Miên thay quần áo. Miên xua tay, anh lên vác củi đi, thay một mình được. Mình không thiết gì củi nữa, đứng dậy ra phía sau nhổ xào chống thuyền đi nếu có thể hóa thành ngựa mà chạy được thì mình cũng vui lòng làm ngay để chóng đưa Miên về nhà. Lúc ấy Miên nằm nghiêng về một bên trên thuyền, chống thẳng cánh tay trái, người dướn cao lên, tay phải nắm chặt lại trỏ về phía trước. Thật chẳng khác gì người chỉ huy dũng cảm bị thương đang dục dã những ai còn bo bo lo cho cái bổn mạng của mình. Hãy nghe lệnh sông lên đạt mục đích cuối cùng. Quay lại, tôi bảo anh xuống củi mà miên hét to quá đến nỗi chiếc xào tụt khỏi tay mình rơi đánh chát trên mặt nước mình giật bắn người cúi nhặt chiếc xào lên các cậu ạ à, mình đã hiểu miên rồi và nghĩ rằng phải đem hết củi về dù có gục tại đây cũng được mình cắm thuyền thật chặt và nhảy ngay lên bờ vút đi vừa vác củi vừa chạy không còn kể gì gai góc nữa danh ngừng chuyện đằng hắng mấy cái rồi lấy tay vuốt mớ tóc cua tôi chẳng có ý định an ủi gì nhưng tự nhiên cứ cầm lấy tay danh tôi mân mê những vết chai cứng giữa lòng bàn tay còn thơm mùi dầu máy như vẫn thường mân mê những chiếc bít tông sáng loáng đã qua mấy nghìn vòng máy tiện danh cứ ngồi lặng im cuối cùng tôi đành phải hỏi trần miên sau rồi ra sao danh ngước nhìn lên trời như sợ rơi cái gì trong khóe mắt một lúc danh mới đáp sau rồi phải cưa đi cưa ngang đây danh vén quần lên Bàn tay trái đưa ngang qua ống chân phải chỗ gần đầu gối vì hoàn cảnh kháng chiến thiếu thuốc thiếu thầy chạy chữa không khỏi trong bọn tôi có một tiếng thở dài như dứt thịt tôi buột miệng hỏi thế miên đã có chồng chưa có chồng rồi có con chưa có con rồi như lúc đầu danh lại moi moi lục lục cái túi áo và móc ví chìa cho chúng tôi xem một bức ảnh vợ mình đây này tôi đánh diêm lên giấy ảnh cũ, sờn cả góc, nhưng ánh lửa chập chờn vẫn soi được rõ ràng một người con gái tóc ngắn, miệng cười rất xinh, đang bế một chú bé con bụ bấm. Bức ảnh không chụp đến chân, lật phía sau, có mấy dòng chữ, anh ra bắc dán làm, đừng quên mẹ con em. Dưới ký tên miên và để tháng 11 năm 1954, trả lại danh tấm ảnh, bọn chúng tôi lặng lẽ ngồi sát vào nhau, gió cứ dứt dây điện kêu hoài, vi vu vi vu tận dưới xa kia dòng sông hồng vẫn trôi xuôi lấp lánh các bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nếu có bất cứ phản hồi gì bạn hãy bình luận phía dưới nhé đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất thân ái chào tạm biệt